xin kính chào quý vị đến với chương trình kỳ duyên house thanksgiving and christmas special thưa quý vị tất cả những món hàng mà kỳ duyên giới thiệu quý vị hôm nay đều big sale on kỳ duyên house nhưng mà cái sale của chúng tôi chỉ có bắt đầu từ uh, lễ trước mùa lễ thanksgiving và cho tới cuối năm uh, tháng 12 này là hết rồi nhưng mà phải giới thiệu trước với quý vị để nếu mà quý vị chưa biết mua món quà gì cho những người thân thì không có món quà gì tốt hơn bằng món quà sức khỏe và sắc đẹp Và ở đây là chúng tôi muốn nói là từ trong ra ngoài, trong khỏe ngoài tươi Thì thưa quý vị trước hết quý vị đã từng nghe tới đông trùng hạ thảo Và đông trùng hạ thảo của Nutricep thì Kỳ Duyên cũng đã nói nhiều rồi Nhưng mà hôm nay đặc biệt chúng tôi có big sale là mua 4 tặng 1 à, Thưa quý vị, cái đặc biệt của đông trùng hạ thảo của Nutrusep là nó được chế biến hoàn toàn làm ở Mỹ nhưng mà là nó lấy cái giống và nó lấy cái DNA có nghĩa là nó lấy cái giống từ ở cái đông trùng hạ thảo, thảo ở Tây Tạng và sau khi nó phân tách cái gen ra thì nó trồng ở bên Mỹ và nó là cái hãng duy nhất đã có một cái pattern về cách trồng cũng như là cách gặt hái những cái nấm đó nó trồng ở dưới phòng lạnh và nó đo cả cái độ lạnh nè độ không khí nè và cái độ ánh sáng để nó tạo nguyên một cái môi trường giống như cái đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng Vì thưa quý vị biết đông trùng hạ thảo đó thì có rất nhiều loại đông trùng hạ thảo Nhưng mà phải đúng cái loại mà nó gọi như là cái tên nó gọi là Tibetan Yarta Gunbu Mới là cái loại ở Tây Tạng à, Và thưa quý vị uh, Nutricep kỳ này chúng tôi sale là mua 4 tặng 1 và một cái công dụng nữa đó mà quý vị thấy của đông trùng hạ thảo đó như kỳ duyên đã nói nó sở dĩ làm sao nó làm cho chúng ta khỏe vì nó giúp chúng ta giữ trong người hơn oxygen nhiều và khi mà họ đo đó thì họ đo bằng cách là họ hít thở à, có một cái máy đo cái độ oxygen mình hít vào bao nhiêu và đo cái độ carbon monoxide mình thở ra là bao nhiêu và khi họ đo trong thử nghiệm cái đó thì họ thấy rằng khi mình dùng đông trùng hạ thảo mình giữ chữ kia oxygen trong người rất là nhiều khoảng chừng tới 40% lận vì khi quý vị có thêm oxygen trong người là tự nhiên quý vị thấy khỏe quý vị thấy hít thở đều đặn là quý vị tự động thấy khỏe ra thôi à, và đây là cái uh, thuốc rất là tốt thuốc bổ mỗi ngày kỳ duyên uống hai viên mà những năm mà gần chạy show nhiều thì kỳ duyên uống tới 4 viên một ngày mà phải nói là trong vòng từ ngày kỳ duyên uống đông trùng hạ thảo tới giờ thì các mùa đông Duyên không chích thuốc ngừa nữa mà không bệnh nặng quý vị. Tất nhiên, sụt sùi có, nhưng mà sụt sùi thì chỉ khoảng chừng 2-3 ngày. Cùng lắm mà nhức đầu uống một viên Advil thôi chứ không cần phải mà tới nỗi mà uống thuốc trụ sinh hay là bệnh mà liệt giường. À, đông trùng hạ thảo thưa quý vị. Cái thứ nhì mà chúng tôi sell là Focodan. Cái giá của Focodan ở Kỳ Duyên House bán được Focudan. quý vị nhớ cái lọ màu xanh này, Vốn đã rẻ hơn những Focudan ở thị trường Thường thường giá Focudan ở thị trường trung bình uh, hơn 200 rưỡi Chúng tôi chỉ bán giá 100 rưỡi thôi Nhưng mà quý vị phải đọc kỹ cái liều lượng Focodan Có những cái uh, sản phẩm ở ngoài thị trường Quý vị nhìn có thể nó nói là một viên là 320 mấy uh, mg Focodan Nhưng mà quý vị đọc kỹ đằng sau đó Thì cái chất Focudan nhiều khi nó còn ít hơn là cái đông trùng à, cái cái focodan ở trong cái lọ màu xanh này gọi là long life focodan Nhưng mà nó có nhiều chất độn khác. À, nó có những nhiều chất khác lắm nhưng mà nó vẫn đề là một viên là ví dụ 300 mấy chục mg thì quý vị tưởng là focodan nhưng mà cái này long life thì một viên à, ở trong này tới lại 250 mg Focodan À chúng tôi cũng sale mua 4 tặng 1. Và thưa quý vị à, xin nhắc lại nữa là cái Nutricep đông trùng hạ thảo của chúng tôi cũng là pure organic 100% đông trùng hạ thảo trong một cái viên này không có một cái chất độn gì khác hết đó à, và nó là organic à, Focodan cũng vậy thưa quý vị 250mg giá là 150 một lọ 90 viên phải 90 viên không hay là năm à, 150 viên kỳ dự đông trùng hạ thảo với 90 viên, Focodan 150 viên. Chúng tôi cũng mua 4 tặng 1. Đây là tất cả những cái thuốc bổ mà quý vị cần uống thì quý vị mua trước rồi dự trữ luôn. Thưa quý vị, theo luật ở Hoa Kỳ thì không có một cái dược thảo nào được có quyền nói là chữa bệnh gì cả. Chúng tôi không có quyền nói là chữa bệnh hay giúp đỡ bệnh căng xe hay bệnh gì hết. Vì vậy, Kỳ Duyên xin quý vị vào một cái trang, mà đây là trang nghiên cứu của chính phủ chứ không phải một cá nhân. Nó gọi là pubmed.gov. Pub là P-U-B-M-E-D.gov. Quý vị vô đó, rồi quý vị đánh vào chữ Focudan. Thì quý vị sẽ thấy như Kỳ Duyên mới vào hôm nay, có 1.320 bài nghiên cứu về Focudan. Và đây là những nghiên cứu của những trường đại học, những viện nghiên cứu về con xe, về các thứ. Thì Kỳ Duyên nghĩ là, quý vị đừng tin Kỳ Duyên nói, cái gì cũng vậy khi mà tới cái bệnh nhân, cái, cái bệnh của mình hay của những người thân, thì mình nên research kỹ, quý vị vào cái pubmed.gov, quý vị đọc những cái nghiên cứu, rồi ra đó quý vị hiểu tại sao mình nên mua Focodan cho người bệnh hoặc cho bản thân mình uống để phòng ngừa à, kỳ duyên có ở đây có một ông người mỹ ông tới và ông tìm ông không nhớ cái lọ thuốc nhưng mà ông hỏi là can i have this the focodon in the blue bottle là cho tôi mua cái focodon trong cái lọ màu xanh thì um, nhân viên của kỳ duyên rất ngạc nhiên hỏi làm sao mà ông biết tới đây thì ông nói rằng hiện giờ ông đang bị xe mà ông đang trị liệu về um, chemotherapy mà bị uh, đạm bao nhiêu lần rồi Nhưng mà ông muốn uống cái Focodan này Tại vì ông thấy khi ông uống cùng với lúc ông trị liệu Thì ông thấy ông khỏe hơn nhiều Thì đó là một cái cái người thật khi họ bước vào tiệm à, Cái thứ ba chúng tôi sale là sữa ông chúa Thì sữa ông chúa thì quý vị biết trong cái sữa ông chúa này Cũng có cái chất Focodan và chất Collagen nhưng mà tất nhiên cái liều lượng Focodan thì nó không bằng mà quý vị thấy trong 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 cái lọ này thì sữa ông chúa trước đây thì duyên nói nhiều rồi quý vị sẽ thấy đẹp da ngủ ngon căng da vì nó có chất uh, uh, collagen bây giờ đi tới sắc đẹp ở ngoài xin giới thiệu đến quý vị một dòng uh, sản phẩm về da của Epionce cái đầu tiên mà kỳ duyên uh, biết tới cái sản phẩm này đó là thưa quý vị là cái kỳ duyên thử đầu tiên là cái lọ Nước rửa gel của nó Thì phải nói rằng Kỳ Duyên chưa có dùng cái loại rửa mặt nào Mà Kỳ Duyên thích như cái này Tại vì khi rửa xong đó Mình thấy cái mặt mình nó Nó, nó the the Và cái da nó săn lại đấy nên Kỳ Duyên bây giờ rửa mặt chỉ rửa bằng cái này Và Duyên không cần dùng nước hoa hồng Không cần dùng nước toner Mà rửa thấy nó sạch mà Rửa xong mình đi ra ngoài mát Mà gió thổi vào mặt đó thì mình thấy như là một cái luồn không khí mà một cái cái rất là tươi mát trong mặt vì dương thích quá duyên mới đi tìm cái epions này và để duyên hỏi và xin để mua về cho kỳ duyên house thì thưa vắn tắt thưa quý vị epions thì nó có đây là hai lọ serum và lotion để làm cho sáng da và hai cái serum và lotion này đó thì không những là nó làm sáng da mà nó còn làm hạn chế cái hormone của mình để không có ra những cái sắc tố đen để cho cái da mặt mình nó sáng hơn à, và sau đó thì chúng tôi có đây là uh, moisturizer à, chúng tôi có SPF là để chống nắng và đặc biệt à, đây là cái thuốc trị mụn là quý vị có thể uh, chấm lên mụn à, thì thưa quý vị uh, thì giờ không còn nhiều, Kỳ Duyên chỉ xin nói rằng là vì Kỳ Duyên quá mê cái thuốc rửa mặt của Epions. Hành ra à, ở Kizun House chúng tôi có một cái điều đặc biệt quý vị mua tất cả sản phẩm nào của Epion's mà quý vị mua trên 200 đồng chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị cái à, lọ rửa mặt trị à, giá là 36 đồng free chỉ để quý vị xài thử cái dòng của Epion's và chắc chắn là quý vị sẽ thích vô cùng ở trên Kizun House quý vị sẽ thấy chúng tôi có một cái full range rất nhiều sản phẩm nhưng mà đây là những cái sản phẩm đặc biệt mà Duyên muốn giới thiệu đến quý vị là hai cái sản phẩm làm sáng da sản phẩm ẩm da sunblock moisturizer. Oh, và đây là một cái travel kit. thì ở trong này nó có ba cái thứ mà kỳ duyên thích vô cùng khi mà kỳ duyên đi. vì thưa quý vị đây đặc biệt cái cái nước rửa mặt của nó đó quý vị quý vị không cần phải rửa lại bằng nước. quý vị lau mặt xong rồi lấy giấy napkin chùi lên. rồi sau đó là cái này là một cái sức uh, cream ẩm barrier quý vị mà đi trên máy bay, bay đó thì quý vị chỉ cần biết là 4 tiếng là cái cái barrier có nghĩa là cái cái lớp ở ngoài để nó bảo vệ da mà cái lớp lớp đó là nó bằng gọi là lipid đó, quý vị nó phải có một chất mỡ ở trong đó cho da mình đừng có khô thì 4 tiếng là cái chất đó nó đã tan quý vị đi máy bay, bay lâu quý vị phải cần sức cái này lên để nó giữ cái độ ẩm và cuối cùng là sau khi rời khỏi máy bay, bay nhất là đi về Việt Nam hay đi về những uh, miền uh, Đông Nam Á mà có nắng nhiều quý vị sức uh, cái thuốc chống nắng thì thưa quý vị ba cái này cái cần thiết duyên mang lên máy bay, bay thì nếu quý vị mua 200 đồng bất cứ sản phẩm nào của Epion quý vị có quyền chọn lựa một là một lọ cleanser trị giá 36 đồng hai là một uh, một cái lọ travel kit travel kit trị giá 30 đồng một lần nữa uh, kỳ duyên xin chúc quý vị một mùa uh, Thanksgiving một mùa lễ noel và một cuối năm thật vui không có một món quà gì tốt hơn là sức khỏe và sắc đẹp trong khỏe ngoài tươi Happy Thanksgiving Happy New Year Happy Christmas